Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm nay, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho hay là thành phố vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đó là một người đàn ông 49 tuổi trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Người này vào chăm sóc em rể điều trị tại khoa ung bướu từ ngày 19 tháng 9. Hiện thì tòa nhà D của bệnh viện này cũng đã được phong tỏa. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cũng đã phát đi thông báo những người trên địa bàn có đến tầng 8 nhà D bệnh viện này kể từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 cần liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969 082 115 hoặc 0949 396 115 để được tư vấn hỗ trợ.